Ngày hội văn hóa vì hòa bình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và đại thực cảnh đại đoàn quân chiến thắng trở về. Mở đầu chương trình ngày hội văn hóa vì hòa bình là đại thực cảnh ký ức Hà Nội gồm 3 phân đoạn. Ở phân đoạn 1 với chủ đề ký ức Hà Nội, những ngày toàn quốc kháng chiến, khán giả được nghe bản mắt sắp hai ca khúc truyền thuyết Hồ Gươm và người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi do các ca sĩ Đăng Dương và Phạm Thu Hà trình bày. Trong phần này, câu chuyện huyền sử về vua Lê Lợi trả gươm báu cho thần Kim Quy ở Hồ Hoàn Kiếm thể hiện ước nguyện độc lập, tự do, hòa bình thịnh vượng được tái hiện một cách sinh động. Phân đoạn 2 với chủ đề cảm xúc tháng 10, tái hiện khoảng thời gian 9 năm kháng chiến gian khổ đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ huy hoàng, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng ấy là minh chứng cho tinh thần độc lập và khát vọng tự do cháy bỏng của toàn dân tộc để ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, người dân Hà Nội tràn ngập trong niềm hân hoan, hạnh phúc đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Trong phần này, khán giả được nghe ca khúc cảm xúc tháng 10, thơ tại Hữu Yên. Nhạc Nguyễn Thành, do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện. Màn biểu diễn kết hợp diễu hành tái hiện lịch sử ngày về chiến thắng với sự tham gia biểu diễn dàn kèn quân nhạc Bộ Công an trình diễn khải hoàn ca chào đón đoàn quân trở về giải phóng thủ đô. Người dân và du khách được xem biểu diễn liên khúc tiến về Hà Nội, sẽ về thủ đô, ngày về chiến thắng do đoàn quân nhạc Bộ Công an biểu diễn, ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Màn thực cảnh tái hiện lịch sử ngày về chiến thắng đã mang tới những cảm xúc hùng tráng đầy thiêng liêng về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc khi thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên, đánh dấu một bốc son trói lọi trên con đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.